Gần 11 tấn cá tầm của Hợp tác xã Cá Nước Lạnh Hoàng Liên tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu bỗng chết trắng bụng. Nguyên nhân nghi là nhiễm độc do có người thả hóa chất vào nguồn nước nuôi cá từ đầu nguồn lấy nước vào trại cá. Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7 khi ông Đỗ Chí Đoàn, chủ hợp tác xã và nhân viên trại cá tầm tá hỏa khi chỉ trong vòng 15 phút, 7 bể cá thịt và cá chấm chết trắng bụng. Tổng thiệt hại hơn 11 tấn, ước tính tổn thất hàng tỷ đồng. Ngay sau đó, gần 11 tấn cá tầm chết này đã được di dời khỏi hiện trường. Tại đây chỉ còn lại một số ít cá chết trong các bể, 3 bể cá chấm bị chết vẫn chưa được xử lý. Thực sự là cái này thì tôi cũng không cho là người ta là cố tình, mà thực ra là vô tình. Là những anh em công nhân ở trên đấy là người ta là người mới, mà người ta thiếu sự hiểu biết về cái về những cái thuốc tắm cá hoặc là ấy, mà sự chỉ đạo của gia đình hoặc là người quản lý là nó không được chặt chẽ, không được tốt. Đưa thuốc đi tiêu hủy nhưng mà đáng lẽ ra là phải đào hố để chôn hoặc là dùng một cái biện pháp nào đấy. Đây người ta lại đem ra, người ta bóc ra, người ta thả xuống suối. Phía trên trại cá tầm của Hợp tác xã Cá Nước Lạnh Hoàng Liên là trại cá hồi của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phú Hưng Phát. Việc gần 11 tấn cá tầm chết nguyên nhân được cho là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phú Hưng Phát này xử lý vệ sinh bể nuôi, dùng thuốc diệt nấm cho cá và thuốc vệ sinh bể quá liều lượng. Khi nguồn nước thải ra chảy xuống trại cá bên dưới của ông Đoàn khiến cá bị sốc và chết. Cái dàn bể dưới này là em đang định chuyển cá xuống cái này. Thì là em cũng bảo anh em nhân viên là chuẩn bị để mà rửa bể rồi biết các thứ. Khả năng là anh em nó lấy ra xong rồi là nó dùng nước quá liều thì là nó mới chảy xuống cái này. Sự việc xảy ra làm thiệt hại gần 11 tấn cá tầm gồm cá thịt và cá giống trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng. Hai bên thống nhất phía công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phú Hưng Phát đền bù cho ông Đoàn. Còn số cá chết công ty này tự mang đi xử lý. Đoán nói số thuốc có nhãn hiệu Trung Quốc để rửa bể trị nấm cho cá tầm mà phía công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phú Hưng Phát dùng không rõ nguồn gốc xuất xứ, mua trôi nổi nhưng lại dùng vào chăn nuôi. Sau khi mà phát hiện ra sự việc thì xã chỉ đạo công an xã lên hiện trường để làm các cái biên bản hiện trường và chỉ đạo công an xã đi kiểm tra lại toàn bộ hiện trường, thống nhất và làm việc với hai bên gia đình. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Lai Châu đã xuống lấy 3 mẫu gồm mẫu nước, mẫu cá và mẫu bao bì để đưa đi kiểm nghiệm, phải chờ kết quả mới xác định được nguyên nhân cá chết.